Kính chào quý vị khán giả, mở đầu là những thông tin về an ninh trật tự mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra vì ghen tuông chuyện tình cảm. Người chồng đưa vợ vào rừng, dùng dây xiết cổ, sau đó điện thoại về báo cho người thân biết là mình đã giết vợ vì ghen tuông. Xong xuôi hung thủ tắt máy bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu từ ông Hoàng Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 5, ông Trần Văn Thông sinh năm 1968, chú quán ở bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, dẫn vợ là Hồ Thị Minh vào rừng cách nhà 900m rồi lấy dây thắt cổ vợ vào gốc cây đến chết. Khi nhận thông tin, công an tỉnh Quảng Bình đã cử người lên phối hợp với dân bản, bộ đội biên phòng truy tìm nghi phạm từ trong đêm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy do rừng rậm, mưa lớn gây khó khăn cho truy bắt hung thủ. Theo đó, nguyên nhân là do ghen tuông dẫn đến ông Thông ra tay sát hại bà Minh. Ông Thông ở xã Trường Sơn vào bản Chút Mút ở với bà Minh, đã có một đời chồng và hai người con riêng. Cách đây 5 năm, không đăng ký kết hôn, họ có với nhau một con chung. Hai người ở trong đất nhà bố mẹ bà Minh cho, hiện đang làm nhà. Trong quá trình hoàn thiện nhà thì ông Thông ra tay với bà Minh. Theo Ủy ban nhân dân xã Lâm Thủy, hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ người dân địa phương đang vào rừng truy tìm nghi phạm. Theo ông Hoàng Lý, khi ra tay với vợ xong, ông Thông gọi điện về với người thân ở xã Trường Sơn nói rõ vụ việc sau đó tắt máy. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Công an huyện Tây Giang, Quảng Nam khởi tố bị can với Plong ở xã Asan về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Đầu tháng 1, một gia đình ở xã An San phát hiện con gái dưới 13 tuổi đang mang thai. Bé gái kể nhiều lần bị hàng xóm xâm hại. Nhà chức trách xác định Pơ Long Nong, 19 tuổi ở gần nhà, đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái. Năm bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Mở rộng điều tra, cảnh sát nghi vấn ngoài năm, bé gái còn bị Pơ Long Bu xâm hại. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy con của bé gái có cùng huyết thống với Bu. Bu khai nhận nhiều lần dùng vũ lực ép nạn nhân quan hệ tình dục, hậu quả làm có thai. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã chuyển vụ việc hàng trăm người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tới cơ quan điều tra công an thành phố Long Khánh để điều tra làm rõ. Theo đó, vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ là do ăn bánh mì xảy ra tại một hội kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Tính đến thời điểm ngày 6 tháng 5, tổng số người nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là 568 trường hợp, đang điều trị là 300 trường hợp, chuyển viện 11 trường hợp, 138 trường hợp đã được xuất viện, cấp tòa điều trị tại nhà là 119 trường hợp. Hiện Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đang điều trị 11 ca, trong đó có 2 ca nặng do Bệnh viện Đồng Nai chuyển đến. Một bệnh nhi chuyển viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xác minh làm rõ. Đến nay qua quá trình làm việc với chủ kinh doanh và kiểm tra bước đầu ghi nhận các hành vi vi phạm của chủ kinh doanh nói trên. Tuy nhiên theo quy định cần chờ kết quả xét nghiệm của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm của chủ cơ sở kinh doanh. Xét thấy đến thời điểm hiện nay đã có 568 trường hợp ngộ độc đã khám và đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có những ca rất nặng và có những ca là trẻ em. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu sang cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Khánh để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Cuối bản tin là một số hình ảnh về lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son trói lọi bằng vàng của lịch sử. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục được phát huy lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau. Lễ Diệu binh diễu hành là sự kiện chính thức và quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức. Lễ diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ và công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng lễ diễu binh diễu hành, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối và sự lãnh đạo của Đảng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chiều mùng 7 tháng 5 trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.